Hello, xin chào mọi người nhá. Clip này mình sẽ làm với khẩu AK-47 Transformer và em búa sắt chiêu lạnh buốt ấy, lạnh giá, cóng hết cả tay luôn. Thì khẩu AK này được cộng đồng CF gọi một cái tên khác rất là mỹ miều và đầy sang trọng, đó là Akashida. Lâu lắm rồi mình chưa động tê ém nó. Hôm nay bắn không biết cảm giác nó có sung sướng như lần đầu không. Bắn khẩu này tâm một lõi thì rất là to, rất hơi khó điều chỉnh một chút. Ui. Ôi vãi cả thanh niên, nó có zoom nó cào một lúc rồi. Anh vẫn cứ đứng im mà hưởng thụ thôi. Mình cứu lắm rồi đấy nhưng mà không có thua. Đây 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 đấy. Còn này cũng được. Thỉnh thoảng bắn mấy bạn đứng im mạnh phết đấy. Rồi cố lên. Rồi giỏi ơi, phí quá. Bọn này rất cơ hội nhá. Chắc ở nhà bọn này về dầu lứt đố đổ vách ra. Cứ người ta sơ sảnh một cái là đã vòng ra ngay sau đi giết rồi. Ôi ôi. Ui trời ơi, ở đây mình định nhử vào bắn điện cơ. Nhưng mà thằng đây nhìn nó hơi manh động. Và cái đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn nó cua tung rời đi thôi. Ui diện diệt, mấy con này người to bắn giật nữa giật mãi thì cũng trúng mặt nó thôi. Mình xin lại hồi đạn, rồi solo luôn. Ui chạy nhanh đấy, cho quả bom. Ý. Rồi nó rơi xuống rồi, vâng, nhìn cái chữ màu xanh nó rơi xuống. Rồi mình đã cảm thấy phê rồi. Đường sống là đây chứ đâu. Cào này. Mình nhìn thấy bạn từ nãy rồi. Mỡ đâu mà húp. Thằng này đeo mặt nạ và nhìn cái mặt nó không ưa nổi rồi. Vãi cả mất giáp. Chạy nhanh vậy. Bố bạn nữa. Rồi thằng này chiến luôn. Mày chơi không? Mày chơi không? Thôi. Cái búa đập cho cái chat có cái là nằm im. Mình quý bạn lắm ấy. Nhưng mà búa nó hơi mạnh. Vào đây. Ui giời bom lại bom. Con này mặn dày thế nhỉ. Ôi dồi ôi. Cho anh cáo thế em cũng chịu anh cho anh tơ ạ. Bố cái thằng hãm tải. Ghê thế không biết. Vào đây là mình cố gắng lắm rồi đấy. Nhưng mà vẫn không thể ăn thua được. Vào đây về chỉ biết chạy thôi. Chứ đứng lại cũng chả ăn thua đâu. Nói chung là chạy câu được 1-2 giây cũng là sống sót rồi. Thế cho nó nhanh. Cái búa này thì mình lại nghe mọi người nói thôi. Là nó đập nhanh hơn cái búa sát thường. Chứ thực sự cái khả năng test súng của mình nó khắm lọ lắm. Cứ cái nào mà nó đập chết zoom hay là nó bắn được multi là nó mạnh rồi. Ui. Dẻ thôi, ôi trời ơi. Ok chạy đi cái bọn này. Nhìn anh em chết chưa, bạn mình ai lay lắm đây. Lương tâm nó cắn rứt. Nó cứ đứt bục ấy, biết làm sao được. Rồi bạn định làm gì, vâng bom luôn. Rồi đây thằng nào nó bắn nó cứu. Thì bắn trước đi, người ta đáp cái bom rồi mới bắn. Lạ. Thế nó hút luôn đạn của mình. Ui trời lại bom nữa. Ui xin lỗi bạn. Ơi mình ra xin lỗi bạn nha. Phát đấy bắn chết rồi rồi. Trời ơi lại cái tội cứu người không đến nơi đến chốn. Phát đấy hết đạn chứ không phải là mình không cố. Mình không cứu đâu. Nó chết nó nguyền rủa mình mất. Thằng tơ này sao nó đã móc đâu ra mà nắm bom đấy nhỉ. Cứ 7 giây một quả đều như vắt chanh ấy. Rồi, té thôi, hết bom rồi. Solo. Thằng này nữa. Ui giời ơi, 3Z nó lã kìa. Sướng nhất mấy ông đi thôi. Toàn ăn kill chùa. Kill chùa là một cái kill gì đấy, nó rất là thơm ngon. Đầy tính chất mê hoặc. Ui giời ơi, sao KC bắn kiểu gì đấy. Tập trung, ui giời, tôi chết tôi rồi, vãi cả tơ. Cái định bệnh nữa. Đến lúc này lại lộ cái bản chất mặt giặc của nó ra. Lạ thế KC bắn kiểu đấy mà để con hủy diệt nó vẫn lên được. Mày biến này. Ê, làm gì? Có ma kìa, 200 máu, ghê chưa? Vâng, mình solo tay đôi với thằng hero luôn. À, con hero luôn. Vâng, oánh như những người chị em. Giật tóc, cáo cấu mắt. Solo luôn, không có gì phải sợ. Cái này nó cũng khá là nhẹ thôi, nên nhảy cũng ok. Nó không có kiểu lặng hẳn như cái kiếm Nhật. Mặc dù nó là búa đấy. Nhìn rất là hay. Rồi, tơ đây, hàng về. Nó này bay kinh nhỉ. Bạn bay thì mình ngứa mắt rồi đấy. Bom. Ý em xin. Ôi, bây giờ lại mất hết tình anh em rồi. Một thằng nó ra về đội của mình thì mình hái hoa cả cụ. Rồi chém hết. Bây giờ tiền cân hết. Mày ôi giời ơi, sao lại đè đầu cưỡi cổ nhau thế.
cùng nhau chết. Đó là cái ước nguyện của hai bạn đấy. Ờ, có ba đứa mà một đứa nữa đâu rồi? À đây 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 đây. Không thể nào mà để ý một đứa, hai đứa kia mà bỏ mạng đứa này được. Ô không thể biến, quá tuyệt vời. Một em 14. Chơi không, mày chơi không? Ủa sao mình không hóa được thành con tơ à? Con này chưa biến thế nào không hóa được. Mày không thèm biến, trời ơi, bạn tránh chọe quá. Mình lao vào đến cái chỗ đấy rồi mà vẫn rút lục ra bắn được. Hơi tự tin. Ôi, vãi cả tiền à. Ôi, thôi lại cám lợn em rồi. Thế bây giờ các bạn muốn mình phải làm sao? Kích, vãi cả kích. Kích CC đúng rồi, chửi sắp mặt nó ra. Định mệnh là mình có làm cái lên cái tội tình gì đâu mà lại kích. Rồi chạy đây mình kiểm tra. Rồi nó đã bom rồi. Ơn thảo cứu mình chỉ biết giữ con tơ lại cho bạn thôi. Chứ khẩu AK này rũi tầm xa như vậy khó trúng lắm. Chơi, mày chơi không? Ui, đang đi vào bắn điện cái rồi, hồi sinh rồi. Vào đây. Rồi bạn diễn rất đúng kịch bản. Rất đúng kịch bản, bây giờ nó lại vào đầu. Ôi, tơ lại không để ý. Quá hay luôn. Có lẽ thằng tơ là nó có thù với cái thằng mình vừa đập cận chiến nó đấy. Chắc là cả nhà nó thù nhau mấy đời rồi. Đập nó khéo nó còn cảm ơn mình chứ đùa đâu. Một thanh niên đang định móc. Ui giời ơi, tơ cái con này nó cứ ở cái chỗ nào mà người ta đang định sung sướng là nó ra nó phá. Ồ, may quá bạn ấn G rồi, mình tưởng bạn cầm bom, cầm shit cơ, mình mới sợ. G rồi thì thôi nhé. Mày chơi không? Chơi không? Mày chơi không? Ui giời ơi, nó đập nhanh lắm bạn ạ. Có kịp trở tay đâu. Cận chiến tơ. Hay quá, không xoắn bô co thảo nữa. Mình gọi lại còn giáp nữa chứ. Trận này đông đông xôm. Giời ơi, vâng, đúng là một cái pha cận chiến nó không áy láy với lương tâm. Bay thôi. Bây giờ mình lại tìm zoom cận chiến. Đấy, không có nào để ý mình một vương quốc như này này. Ôi trời, không biến cái thằng này. Bạn biến mà chém bớt cho mình có phải hay không? Tự nhiên để bỏ người ta thế là mình hơi bối rối. Vào đây. Mày vào đây, trời, mạnh quá. Búa ơi, tao yêu mày quá búa ơi. Mặc dù là búa đóng đinh thôi nhưng mà mình gõ đầu các bạn cứ cung cốp ấy. Tao mọi ấy trâu ấy nhỉ. Băng đạn mau sơ của mình không chết rồi. Ui lên đây xem. Ui mất giáp rồi. Ghê quá. Ăn đi. Mày ăn kill. Ăn được có 4 kill thế nào nhỉ. Này mình định cân tim cơ. Phải có 4 kill. Ghê quá. Rồi. Lại kích CC cái định mệnh cái bọn này. Kích gì mà lắm thế. Ôi mình cười rồi thì thôi nhá. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nãy giờ mình phân phát cho cả phòng 10 thang thuốc rồi đấy. Người tiền ngu nhỉ. Vâng, mình ngu, mình làm hero. Còn bạn khôn, bạn làm zoom. Một câu nói đầy tính chất thông minh của bạn ý. Chạy đi. Thanh niên này. Nó bên này là ai? Vãi, không bắn. May lúc ấy mình lại là người tốt ấy. Cái lòng nghĩa hiệp nó lại nổi lên cao vời vợi. Bắn hộ anh em hết mình. Đứng trong nhà làm gì đây? Vào đây. Mày vào đây. Trời ơi, cái này nó sẽ âm đầu khiếp thật. Mình là thằng đập thôi mà mình cũng cảm thấy đau. Biết là anh em ăn nó cũng cảm thấy như nào. Chát đấy. Thật sự là hơi ác độc khi mình dùng cái này cận chiến zoom. Có lẽ mình nên dùng cái nắm đấm vàng. Nó nhẹ nhàng tình cảm thôi. Solo này. Cái khẩu này cái hồi mới ra ai cũng thích luôn. Cái đợt đấy mình mượn được một cái lick có cái khẩu này rồi sướng cả ngày. Bởi vì nó rất là đẹp, thấy đạn chất lòi thôi. Nhưng mà bắn nó cũng ôi trời ơi. Ôi chết một pha ngu người thế nhỉ. Đang ngon. Thôi, không sao. Chẳng để ít zoom đầu quân cho zombie cũng được. Mày cố bắn này. 64 máu. Đấy là cái con số máu cuối cùng mình còn nhìn lại khi mình còn là một thằng tiến hóa. Đầu trâu mặt ngựa. Bây giờ lại là thằng non chẹt, mặt búng cả sữa. Ê, thanh niên. Ê, vâng, mình biết cái sự bất lực của bạn. Nhiễm độc, biết làm sao được.
Làm gì có cách nào mà thoát. Rồi đúng rồi, tiền đâu mà tiền, anh em cứ chơi nhiệt tình đi. Bình thường chơi này mình cũng ít khi chat lại các bạn lắm. Cái nhất mình cũng cần sự tập trung, và cái thứ hai là cho anh em đỡ săn, tí nữa ngừng quay clip để mình ra mình chat nói chuyện với mọi người sau. Bình thường mình cũng hay vậy. Làm xong clip là cảm ơn mọi người, bye bye các kiểu. Nói chơi này có bạn nhận rất là vui. Nhưng mà anh em đừng săn mình. Thế chơi nó vui vẻ rồi tự nhiên. Mình thích chơi clip kiểu như vậy. Chứ bạn nào đi săn mình quá hay là bot kill chơi cũng không thích đâu. Đấy như này này, cái này không phải gọi là bot kill đâu. Người ta gọi là kill chùa, người ta gọi là khôn. Đấy. Nó nhấp nháy này. Mày hỏng này hỏng cái gì? Cái tội hỏng hỏng. Thôi không sao nhá. Chắc là bạn chờ đợi một người nào đó tốt bụng xuống kết thúc cuộc sống cho bạn. Chơi không? Ui dồi, thằng nào cảm ơn giáp đấy. Cứ như mà vậy, cái định mệnh. Đấy, 90% là thằng này này. Bắn nó đi. Bắn nó đi. Ô kìa, giờ lại chết. Đùa thanh niên. Giờ nó lại cay ra, nó giết mình là cay rồi, bán thì cay rồi. Thôi, phí quá. Đấy, rút liên tục vào đầu, đập cận chiến, nối bạn y tá nữa, đấy nữa thì ngon. Ui tiếc đi. Rồi, một bạn đã biến hero bảo kê. Rồi, vào đây không? Vâng, khắc tên mình lên bia mộ nào. À, tôi đã bò. Mày quá, có đứa này nó chặn chốt rồi. Úi giời ơi, không biến à. Tôi chết tôi rồi, trời ơi. Vãi. Đèn đi nhỉ. Ôi, cái đỉnh mạnh kia nó hút quá hãng mình rồi. Vãi sát luôn, tôi chết. Đèn thế giời. Người. Mình cũng dừng clip ở đây thôi.